Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lâm tặc cấp cao Nguyễn Văn Thể cho phá hơn 1.000 hecta rừng. Hơn 1.000 hecta rừng là con số rất lớn. Hiện nay rừng của Việt Nam đang bị thu hẹp rất nghiêm trọng và nhanh chóng. Cần phải trồng thêm rừng chứ không thể chặt phá nữa. Nạn lâm tặc hoành hành tại các rừng phòng hộ và loại rừng khác xưa nay vẫn cứ tồn tại mà không có cách gì trị được. Vậy mà hiện nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý cho chặt phá 1.000 hecta rừng để xây cao tốc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Việc chặt phá rừng được phía chính quyền giải thích là chuyển mục đích sử dụng. Trong 1.000 hecta rừng đó, có 112 hecta rừng phòng hộ, 4,45 hecta rừng đặc dụng, 803 hecta sản xuất và 135 hecta rừng ngoài quy hoạch. Đề xuất này là của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình lên Thường vụ Quốc hội. Sáng ngày 11 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển nhượng mục đích sử dụng rừng và đất trồng rừng của dự án xây dựng công trình cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2022. Ngoài đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 1.000 hecta rừng, Thường vụ Quốc hội còn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng gần 1.900 hecta đất lâm nghiệp và hơn 1.500 hecta đất trồng lúa từ hai vụ trở lên. Thường vụ Quốc hội giao cho Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh có dự án nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ lập, phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng, cấp đất, huyện cần căn cứ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định. Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa ra soát điều chỉnh bổ sung diện tích đảm bảo chỉ tiêu quy hoạch 3 loại rừng, cập nhật dự án vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong nghị định có ghi rằng không để lợi dụng khai thác lâm sản ngoài phạm vi cho phép hoặc lấn chiếm đất nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác, vận chuyển khoáng sản không đúng quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát sinh nếu có. Đây là hình ảnh quyết định phá rừng cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài 729 km, đi qua 12 tỉnh, thành phố và sơ bộ tổng mức đầu tư gần 147.000 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công. Dự án được chia ra làm 12 dự án phần vận hành độc lập, thi công vào năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào vận hành từ năm 2026. Rừng được coi là lá phổi xanh của trái đất, là nguồn sống xanh của con người, nhưng không phải ai cũng nghĩ tới điều đó. Rừng đang trong tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng, nạn chặt phá rừng hiện nay đang ở mức báo động. Nếu như con người không biết trân quý cái gọi là cuộc sống xanh này và bảo vệ rừng, thì cuộc sống của con người đang bị hủy hoại bởi chính bàn tay của những người này. Diện tích hệ sinh thái rừng tự nhiên trên khắp cả nước đã bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Trong đó, theo như con số thống kê cho biết, độ che phủ rừng chỉ còn nằm trong con số là chưa đầy 40%. Diện tích mặt và hệ sinh thái nguyên sinh còn chỉ khoảng có 10% mà thôi. Nạn chặt phá rừng không những làm ảnh hưởng đến lá phổi xanh của trái đất, mà còn kéo theo rất nhiều hệ lụy khác mà chính con người chúng ta đang phải gánh chịu. Rừng mất đồng nghĩa với việc con người phải gánh chịu những thiên tai như lũ quét, lũ đổ nguồn, sạt lở đất, biến đổi khí hậu, khiến trái đất nóng dần lên cũng làm cho lăng băng tan ở Bắc Cực, khiến cho nước biển ngày một dâng cao. Và điều này cũng lý giải vì sao Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên bị ngập lụt mỗi ngày một nặng đến như vậy. Đây là hình ảnh lá phổi xanh đang bị tàn phá. Nạn phá rừng ở Việt Nam đã diễn ra từ rất lâu. Mức độ của tình trạng này ngày càng tăng cao trong cuộc sống hiện tại. Với diện tích rừng bị phá, giao cho những sân sau khai thác gỗ thì chắc chắn kiếm không hề ít tiền. Không biết khi xảy ra lũ lụt, người dân thiệt hại về tài sản và nhân mạng, ông Nguyễn Văn Thể có thấy áy náy khi ông đưa ra một đề xuất phá rừng như thế không? Và Quốc hội thường là của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì đa số ở đây là đảng viên, người dân đã không còn tiếng nói.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin điều tra tổng công ty địa ốc Sài Gòn nhắm vào ai, Lê Hoàng Quân, Lê Thanh Hải hay ai khác. Theo thông tin từ nhà cầm quyền Việt Nam thì cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí tại tổng công ty địa ốc Sài Gòn Resco. Vào ngày 10 tháng 7, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm làm rõ sai phạm của các cá nhân tại Resco. Resco được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập vào năm 1997, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, chương trình giải tỏa kênh rạch, chung cư, nhà ở công nhân, vân vân. Vào năm 2010, tổng công ty chuyển thành công ty một thành viên với nhiều công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Hiện Resco thực hiện nhiều dự án bất động sản tại Sài Gòn. Đây là hình ảnh tổng công ty địa ốc Sài Gòn đang bị khui ra. Hiện dấu hiệu phạm tội tại Resco chưa được cơ quan điều tra công bố. Song hồi giữa năm ngoái, thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận Resco có nhiều sai phạm tại hai dự án đầu tư chung cư Nguyễn Kim, khu B, quận 10 và cao ốc văn phòng số 257 Điện Biên Phủ, quận 3. Ngoài ra, trong kết luận về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2017-2018 được công bố vào hồi tháng 4 năm 2020, Resco cũng bị cho là có nhiều sai phạm như tùy tiện quản lý chưa chặt vốn nhà nước dẫn đến khó thu hồi nợ 1.473 tỷ đồng. Resco đầu tư tài chính vào 32 đơn vị tổng vốn là hơn 2.250 tỷ đồng, trong đó có đến 14 trên 32 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, lỗ lũy kế hàng chục tỷ đồng, khó có khả năng bảo toàn vốn. Nguyên nhân được cho là tổng công ty đã cử người đại diện góp vốn tại các doanh nghiệp không đúng quy định của liên doanh doanh nghiệp. Tuy vậy, đơn vị này không báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về biện pháp xử lý, đồng thời chưa hoàn tất việc tách và thoát hết vốn ở các đầu tư ngoài ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, các ông Nguyễn Phước Ngọc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc, và ông Nguyễn Đình Phú, nguyên Tổng giám đốc, ông Nguyễn An Trường, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty đã bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật khiển trách. Đây là hình ảnh liệu Resco có nhắm vào Nguyễn Thành Phong hay không. Được biết trước đây khi muốn bắt Tất Thành Cang thì cơ quan điều tra cũng bắt đầu từ công ty Tân Thuận và sau đó khui ra sai phạm của Sadeco. Những công ty này thuộc chỉ đạo của Thành ủy nên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố. Hiện nay vụ án Resco bùng lên, giới thạo tin cho biết phía Trung ương đang thúc chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nhắm vào một nhân vật quan trọng nào đó. Resco chính là công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, sai phạm của Sadeco rất có thể liên quan đến hai nhân vật lớn hiện nay, đó là ông Lê Hoàng Quân và ông Nguyễn Thành Phong. Hiện ông Nguyễn Thành Phong đang bị kỷ luật, chờ Trung ương xử lý tiếp. Ông Lê Hoàng Quân thì hiện nay đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, ông Lê Hoàng Quân được xem là thế lực rất mạnh mà cánh phía Bắc khó chạm vào được. Cho đến nay, dường như ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang tìm cách hạ bệ Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Việc ông Nguyễn Phú Trọng trừng phạt Nguyễn Thành Phong cũng là bởi ông Phong đã đặt kèo không giúp ông Nguyễn Phú Trọng trong việc xử lý nội bộ vụ tam trụ ăn đất Hải Quân Đùa. Đây là hình ảnh cũng có thể nhắm vào ông Lê Hoàng Quân hiện nay. Sai phạm tại tổng công ty Resco này đến hàng ngàn tỷ đồng. Đây là sai phạm rất lớn. Nếu khui ra thì không phải là vụ án nhỏ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên làm tới đâu thì chưa biết được. Sau vụ bắt Tất Thành Cang, chưa thấy ông Nguyễn Văn Nên làm vụ án lớn nào nữa. Nếu không khui tới cùng vụ án này, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Văn Nên khó mà leo cao cho được. Sai phạm của doanh nghiệp, nhà nước thì luôn dính đến những chỉ đạo từ bên trên. Vậy, ông Nguyễn Văn Nên có dám khui tới cùng hay không?